Cập nhật quân sự mở ngày 22 tháng 8 Hàng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị. Sau đây, Hàng Lâm xin được gửi tới quý vị những cập nhật đáng chú ý nhất liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Giới công quyền Nga kêu gọi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Shagul và Tổng tham mưu trưởng Zerasimov. Bloomberg, hãng tin lớn của Mỹ hôm 20 tháng 8 cho biết, một số cơ quan tình báo Nga đang kêu gọi Tổng thống Nga Putin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và tiến hành cuộc chiến một cách tích cực hơn. Người ta lưu ý rằng, nhiều đại diện của giới thượng lưu Nga đã rất ngạc nhiên trước phản ứng yêu ớt của Putin đối với cuộc binh biến và sau đó là thất bại trong việc trừng phạt thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin. Điều này làm dấy lên lo ngại giữa các quan chức Nga về khả năng đấu đá nội bộ ở cấp cao nhất. Ngoài ra, sự bất mãn với những thất bại của Nga trên chiến trường đang hiện hữu trong các lực lượng chiếm đóng Moscow ở Ukraine. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Liên bang Nga Valery Zeryasimov vẫn tại vị. Theo hai nguồn tin của ấn phẩm, nỗ lực đánh bật họ của Prigozhin đã nhận được sự ủng hộ nhất định từ các cơ quan an ninh nhà nước quan trọng của Liên bang Nga. Theo năm người quen thuộc với tình hình, những người theo đường lối cứng rắn trong lực lượng an ninh Nga muốn đánh bật Shoigu và bắt đầu chiến đấu quyết liệt hơn ở Ukraine. Họ đề xuất tuyên bố thiết quân luật ở Liên bang Nga và tiến hành tổng động viên. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai ông Shoigu và Zerasimov sẽ bị sa thải. Thay vào đó, giới lãnh đạo chính trị của Liên bang Nga đàn áp những người tích cực chỉ trích hai ông này mặc dù rõ ràng cuộc chiến của Nga ở Ukraine với sự chỉ huy của hai quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng của Kremlin đang càng ngày càng thất thế, nếu không muốn nói là sắp rơi vào thất bại. Ukraine có thể có được cả tiêm kích Z-39 Gripen của Thụy Điển Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết hôm 19 tháng 8, sau khi đàm phán với Thủ tướng Thụy Điển Al Kristersson rằng các phi công Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện trên các tiêm kích Z-39 Gripen trong chuyến thăm tới Thụy Điển cùng với đệ nhất phu nhân Olena Zelenska. Tại đây, ông đã gặp Thủ tướng Al Kristersson, 16 và Hoàng hậu Sylvia, Chủ tịch Quốc hội Andreas Nolan và những người đứng đầu các đảng trong Quốc hội. Máy bay Gripen là niềm tự hào của Thụy Điển. Tôi chắc chắn rằng Gripen có thể làm cho quyền tự do của chúng ta an toàn hơn nhiều. Các cuộc thử nghiệm máy bay Gripen với sự tham gia của người Ukraine, các phi công của chúng tôi đã bắt đầu. Ông Zelensky nói thêm rằng, ông đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Thụy Điển về các bước đi trong tương lai liên quan đến khả năng mở ra vấn đề mua máy bay Gripen. Ông nói, tôi sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội, đại diện các lực lượng nghị viện và sẽ nêu vấn đề này như một trong những vấn đề then chốt để bảo vệ bầu trời của chúng ta. Todd 39 Gripen là một tiêm kích đa năng hạng nhẹ, chủ yếu phục vụ trong quân đội Thụy Điển với số lượng hơn 200 chiếc. Bắt đầu được sản xuất từ năm 1987, Gripen được định hình là một tiêm kích có cả khả năng đối không, tấn công mặt đất và trinh sát mạnh mẽ. Thụy Điển đã lựa chọn phát triển Gripen thay vì mua một biến thể của F-16, FA-18AB hay phiên bản F-5S của loại Northrop F-20 Tiger Shark. Loại tiêm kích có cánh mũi đặc biệt có khả năng thao diễn linh hoạt ở độ cao thấp này có thể đối chiến song phẳng với các tiêm kích Nga, vốn chủ yếu nhấn mạnh vào tính năng siêu cơ động hoặc săn lùng trực thăng và cường kích cũng như yểm trợ lực lượng mặt đất. Một đặc tính đáng chú ý là khả năng hạ cánh trên đường cao tốc của Gripen. Khi đã ở dưới mặt đất, nó có thể được tái nạp nhiên liệu và vũ khí trong 10 phút bởi năm kỹ thuật viên cơ động trên một chiếc xe tải. Sau đó, cất cánh trở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tính năng giả chiến này đặc biệt hữu ích trong môi trường chiến tranh Ukraine, nơi mà các sân bay của Kyiv thường bị phía Nga nhắm mục tiêu bằng các tên lửa tầm xa. Tiêm kích F-16 sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine. Lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine tin chắc rằng F-16 và các máy bay chiến đấu khác của phương Tây có khả năng thay đổi tiến độ cuộc phản công của quân đội của họ bởi vì sự che chở trên không là chìa khóa thành công của các hoạt động trên mặt đất. Yuri Ignat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho biết hôm 21 tháng 8. Tôi đã nói rằng, với F-16, chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc chiến. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không giành chiến thắng ngay lập tức, nhưng F-16 có khả năng thay đổi tiến độ phản công, có khả năng cung cấp cho chúng tôi thứ chúng tôi cần nhất hiện nay, ưu thế trên không ở các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Ignat lấy ví dụ, tại thời điểm hiện tại, 8-9 máy bay chiến đấu của Nga đang hiện diện tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thả bom hàng không dẫn đường vào phóng tên lửa. Theo ông, họ sẽ không thể làm điều đó khi Ukraine có F-16. Nếu F-16 có thể giúp Ukraine kháng cự hay thậm chí là chiếm ưu thế trước các tiêm kích Su-35S của Nga, thì nó có thể được coi là dấu chấm hết cho không chỉ cuộc xâm lược quốc gia láng giềng của Tổng thống Nga Putin, mà còn với lực lượng không quân và ngành công nghiệp hàng không quân sự của quốc gia này. Bởi vì họ sẽ không thể tạo ra được thêm bất cứ mối đe dọa nào đối với các nước phương Tây, cũng như phát triển thị trường xuất khẩu cho các dòng máy bay, vốn đang càng ngày càng trở nên lạc hậu một cách tương đối với các máy bay phương Tây. F-16 chỉ là một tiêm kích đang dần đi vào chỉ vãng trong không quân NATO, còn Su-35S, vốn cải tiến từ Su-27, lại đang được đánh bóng như một ngôi sao trong không quân Nga, được mô tả như một tiêm kích 4 cộng cộng, có khả năng giao tranh sòng phẳng với F-35 hay thậm chí F-22 của Mỹ trong các cuộc không chiến. Nhưng ngay cả khi F-16 chưa đến, việc lực lượng hàng không vũ trụ Nga không giúp ích gì nhiều cho Nga trong cuộc chiến cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ việc gây ra một số thiệt hại ít ỏi cho Ukraine, đó là một cú giáng mạnh vào danh tiếng và uy tín của công nghệ không quân Moscow. Và gần như tương lai xuất khẩu vũ khí không quân Nga đã chấm hết. Cùng lắm, họ chỉ có thể trao đổi những Su-35S lấy những UAV Sahid của Iran hay đạn pháo Triều Tiên mà thôi nguyên nhân quan trọng khiến Tổng thống Nga Putin trì hoãn tổng động viên. Các chuyên gia cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chịu áp lực ngày càng tăng để leo thang cuộc xâm lược Ukraine và thực hiện một cuộc động viên toàn diện. Nhưng ông Putin đang trì hoãn vì lo ngại nếu làm như vậy, thì câu chuyện tuyên truyền về chiến dịch đặc biệt mà ông đã thúc đẩy trong hơn 18 tháng sẽ tăng vỡ. Thiết quân lực nên được áp đặt ở Nga và Putin nên công bố thêm một đợt huy động mới để bổ sung thêm hàng trăm ngàn binh sĩ cho cuộc chiến ở Ukraine. Bloomberg đưa tin hôm chủ nhật, trích dẫn năm nhân vật thông thạo các dịch vụ an ninh Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào ngày 21 tháng 9 năm ngoái rằng Nga sẽ tuyển thêm 300.000 quân nhân dự bị và cựu quân nhân có chuyên môn quân sự nhất định và kinh nghiệm liên quan. Tuy nhiên, con số trong sắc lệnh huy động một phần của Putin chưa được tiết lộ cho công chúng, với nhiều đồn đoán cho rằng nó có thể lên đến hàng triệu người. Đó là chưa kể đến các đợt huy động không công khai. Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các báo cáo về một cuộc huy động bí mật hoặc làn sóng huy động thứ hai có thể diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trước đó tuyên bố được huy động quân thứ hai ở Nga sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2023. Trong một cuộc họp trên truyền hình vào tháng 6, khi được hỏi về việc liệu ông có tuyên bố huy động thêm hay không, ông Putin đã nói với một nhóm phóng viên chiến trường Nga và các blogger quân sự, hiện tại điều đó là không cần thiết. Và thêm rằng, một số người nói rằng chúng tôi cần có một hoặc hai triệu người, điều đó sẽ chỉ phụ thuộc vào mong muốn của chúng tôi. Konstantin Sonin, nhà kinh tế chính trị gốc Nga của Đại học Chicago cho biết, Putin đang trì hoãn ban bố thêm một lệnh động viên vì ông ta biết rằng cuộc chiến này không được lòng đại đa số người dân Nga. Có vài triệu người vui mừng với cuộc xâm lược Ukraine, có vài triệu người phản đối chiến tranh và có hàng chục triệu người không ủng hộ và không phản đối, Sonin nói. Tuy nhiên, việc tuyển dụng các tình nguyện viên đang diễn ra sôi nổi ở Nga, với mức lương đặc biệt cao so với mức trung bình của quốc gia, Điều này có thể sẽ sớm khiến chính quyền Nga kiệt quệ vì góp phần gia tăng gánh nặng ngân sách trong khi nền kinh tế Nga đang mất đi những lao động ở độ tuổi sung sức nhất. Tất cả các binh sĩ Nga đang chiến đấu ở Ukraine đều nhận được một khoản tiền thưởng từ Bộ Quốc phòng là 195.000 rút, tương đương với 2.080 đô la Mỹ sau khi ký hợp đồng ít nhất một năm. Mức lương hàng tháng tùy thuộc vào cấp bậc vị trí và thời gian phục vụ nhưng không dưới 204.000 rút tương đương với 2.176 đô la Mỹ mỗi tháng cùng nhiều ưu đãi khác ở địa phương theo phân tích của not Moscow speak một nhóm các nhà báo độc lập của Nga nó cao hơn nhiều mức lương của quân nhân Nga thời Bình vốn chỉ ở khoảng trên dưới 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng câu chuyện tuyên truyền của Putin một yếu tố khác ngăn cản Putin huy động công khai là câu chuyện tuyên truyền mà ông ta và đoàn tùy tùng thiêu dịch rằng Nga không tiến hành chiến tranh mà đang tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô hạn chế, Sonin nói. Đây là ngôn ngữ mà ông ấy nói với cấp dưới và công chúng. Tuyên bố động viên công khai sẽ là một phủ nhận mạnh mẽ thế giới quan này, thứ mà Kremlin cố tình tạo ra, Sonin giải thích rằng, ngay cả khi Putin cố gắng chiêu mộ thêm quân nhân cho cuộc chiến, nó sẽ đi kèm với những lời hoa mỹ, tuyên bố không có gì mới xảy ra. Chúng ta có thể liên tưởng tới một câu trong đạo đức kinh của lão tử, Mỹ ngôn bất tính, tính ngôn bất mỹ, lời nói hoa mỹ thì không chân thật, lời chân thật thì không hoa mỹ. Giám đốc nghiên cứu an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Andrusi, Neil Melvin, đồng ý với quan điểm của Sonin và nói với Newsweek rằng thông điệp tuyên truyền của Putin có nghĩa là ông ấy tiếp tục thắt chặt vấn đề huy động. Bên cạnh đó, nền kinh tế Nga ngày càng chịu sức ép khi đồng rút đã sụt giảm trong bối cảnh các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác áp đặt nhằm đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Nếu bạn huy động nền kinh tế cho chiến tranh bằng cách thúc đẩy chi tiêu quốc phòng, bạn sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu và lao động. Phần lớn giá trị hàng tiêu dùng là đến từ nguồn nhập khẩu. Bạn cần nhập khẩu nhiều, đặc biệt là khi doanh thu từ xuất khẩu năng lượng giảm, thì nền kinh tế càng yếu đi, đồng rút càng mất giá. Theo Nick Trickes, một chuyên gia về kinh tế Nga và thị trường hàng hóa, có vẻ như đây là một vòng quay bất tận không có lối thoát và đang càng ngày càng siết chặt với chính quyền Putin và quân đội của ông ta ở ngoài tiền tuyến. Ngoài việc thiếu xe tăng, đạn pháo và pháo binh, Nga đang dần gặp phải áp lực lớn từ quân số suy giảm sau một năm rưỡi nổ ra chiến sự. Lực lượng của Moscow đang trở nên suy giảm ở miền nam Ukraine, bất chấp áp lực phản công của Kyiv, sẽ có thể khiến phòng tuyến ở đây sớm bị phá vỡ. Cập nhật quân sự mở đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm và quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị.